Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì trước khi em giới thiệu sản phẩm bán hàng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các anh chị để các anh chị gắm hai cái mặt bông mà phải nói là hiện tại bây giờ đang được rất nhiều anh em yêu thích nè các anh chị này. Thứ nhất là lâm sung các anh chị ơi, bệt lâm sung nhé. Đó, ở tại Lâm Đồng thì nó vẫn có những cái bệt trắng như thế này này. Đấy. Rồi cái bông thứ hai mà em giới thiệu với anh em đó là bệt công chúa các bác ạ. Bệt công chúa này thì cái bông này nó cũng đỡ chưa được hoàn thiện đâu, nhưng mà các anh chị sẽ cùng ngắm. Đấy, đặc biệt có một số anh chị đợt vừa qua là Muki nhà em thì bây giờ các anh chị sẽ nhận hình bông các bác nhé, nhận hình bông. Đấy, đó là trong cái chậu mà hôm trước cắt kỳ bán cho anh em á. Đó, mình ngắm lâm sung trước này anh chị này. Lâm sung thì em thấy cái sự khác biệt lâm sung với lại bệt công chúa này thì nó cũng có những cái sự khác nhau một tí. Đấy, đây các bác nha, có sự khác nhau. Thì trước hết là về cái lưỡi của lâm sung thì có vẻ nó bè hơn một tí này anh chị này, bè tròn, trái tim rất đẹp nhá. Đấy, rồi còn bệt công chúa này cả nhà này, bệt công chúa thì cái lưỡi này lưỡi bầu này, lưỡi là lưỡi bầu. Đấy, đây anh chị này, nhưng mà em thấy thì cảm nhận cái độ bệt, cái này cùng đều trồng ở Lâm Đồng hết, độ bệt thì có vẻ nó bệt hơn các bác nhé, bệt hơn. Đấy, rồi tiếp cái mũi của cái công chúa nó cũng trắng tinh như thế này. Đấy, đây mũi đây nha các bác nhé, nó tạo cái điểm nhấn. Đây các anh chị nhìn này, công chúa này. Đó. Rồi lâm sung này anh chị này, lâm sung nó cũng là mũi trắng. Đấy, nó cũng tạo điểm nhấn. Đấy, tạo điểm nhấn. Rồi hai cái loại này thì nó đến năm nay thì quá nhiều anh em có nhu cầu. Đấy, quá nhiều anh em nhé các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn cái lưỡi bên này, công chúa. Đấy, thì nó bầu, nó cong lên, trông rất đẹp, nhưng mà lâm sung thì nó bè kiểu này. Đấy, còn cánh này anh chị này, cánh thì có một số anh em thì cứ thắc mắc, cái cánh này nó vẫn có một, khi mà chụp hình lên ấy, nó vẫn có một cái khứa như thế này này các bác này. Đây cũng vậy, không, cái này bên này thì không có này. Đấy, nhưng mà bây giờ cái độ trắng, mình so sánh cái nụ đi, so sánh nụ trước các bác ạ, nụ nhá. Đây, em mời anh em mình xem một cái nụ của bệt công chúa. Nó chuẩn bị nó nở. Ngày mai thì cái bông này nó bung này cả nhà này. Ngày mai bung thì anh em mình xem là đều biết là nó là xanh rất xanh các bác nhá. Cho nên khi mà cái nụ nó xanh như thế này thì chắc chắn năm cánh nó trắng. Đây các bác nhìn năm cánh này. Năm cánh nó không hề hồng, nó không thực ra ở Lâm Đồng đều một cái môi trường như thế, nhưng mà cái cánh của nó trắng tinh luôn cả nhà. Đấy, như năm nay nó nở như thế này là gọi năm cánh trắng rồi, năm cánh trắng các bác nhé. Đấy, đây thì các bác nhìn nụ này. Đây, em có cái nụ lâm sung để cho các bác xem này. Đấy, đây nụ lâm sung đây các bác nhé. Đấy, đây em quay sát vào thì các anh chị nhìn nó vẫn còn những cái gọi là cái gợn hồng đấy cả nhà. Cho nên nó thực ra thì nó biến thiên mà, nó biến thiên, nhưng mà ở tại Lâm Đồng thì nó vẫn còn hơi màu hồng. Đó, màu hồng khi nó mới nở, màu hồng khoảng ngày thứ ba là bắt đầu nó bay hết các bác nhé. Ngày thứ ba thì nó sẽ hết cái hồng. Nhưng mà đây này, cái bông này này, để em quay bông lâm sung này. Đấy, đây nha. Đây, một số anh chị mua cây á, các bác mua lâm sung cơ bản nhất là nó chuẩn cái khuôn bông, chuẩn cây, nhưng còn đôi khi nó biến thiên mà. Đây này các bác nhìn này, nó vẫn hơi phớt hồng tí. Đó, nhưng mà khoảng tầm ngày thứ ba nó bay hết, nó trắng tinh luôn. Đấy, đây là anh em mình có thể phân biệt hai cái loại như thế này. Và năm nay thì cái cây bệt công chúa này á thì được anh em đánh giá rất cao. Nói chung anh ra em chơi cây bệt đấy thì đánh giá rất cao. Đấy, để thân thì hôm trước em có quay để giới thiệu cho anh em rồi. Đó là hai cái loại mà khá đẹp các bác nhé. Anh em mình thưởng thức lại này. Bệt công chúa này, bệt công chúa này em có cái bông kia để có gì em chèn vào. Đấy, cái bông kia nó nở, nó hoàn thiện hơn. Đó, cái lưỡi của nó, lưỡi. Và lâm sung đây, lâm sung cái lưỡi có vẻ đẹp hơn. Đó, có vẻ đẹp hơn các bác ạ. Lâm sung năm nay giá cao rồi nha chị, bây giờ giá cao lắm. Em bây giờ em nhập hàng không nhập nổi luôn. Đấy. Đấy, có bác nào mà có nhu cầu thì anh em mình cứ gọi điện đặt hàng thì mới có nhé các bác nha. Chứ em không có hàng mà em bán trên live đâu. Đấy. Đây. Rồi tiếp anh em tiếp tục xem video nhé. Em sẽ giới thiệu rất nhiều những cái
cái mặt bông đẹp mà em sẽ bán trong tối hôm nay 7:30. Đó là cái phiên bán hàng đặc biệt, phiên bán hàng mà anh em mình được nghỉ lễ thì các bác có thể vào sưu tầm. Đó. Chào tất cả các bác nhé. Rồi tiếp theo là em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng mà tối hôm nay bán. Tối nay bán thì rất nhiều những cái mặt hàng khác nhau các anh chị ạ, rất nhiều nhá. Đấy, trước mặt các anh chị đang xem đó là một loại hồng các anh chị ạ, hồng mắt xước nhé các bác nhé. Hồng mắt xước giá cũng rất rẻ thôi. Đấy, đây mặt bông đây này anh chị này. Đấy, em đang quay thì trời đang mưa nên là cái độ hồng nó sẽ không sáng được. Nhưng mà khuôn bông rồi cái lưỡi rất đẹp nhá. Đấy, 7:30 anh em mình vào sưu tập. Rồi hồng mắt xước. Tiếp có bệt Lâm Tâm Dư này các bác này, Lâm Tâm Dư này. Đấy, bệt Lâm Tâm Dư. Mặt bông rất đẹp nhá các anh chị nhá, rất đẹp. Đó, độ bệt nó cao. Lâm Tâm Dư thì em cũng có mấy chậu đấy các anh chị ạ. Có cái mấy chậu. Thân xanh cực kỳ đẹp nhá. Thân xanh rất đẹp như này, Lâm Tâm Dư đây cả nhà này. Đó, rất đẹp như này. Rồi, tiếp mời anh em mình xem một cái mặt bông mà bây giờ đang thấy trên Facebook đang trao đảo Facebook này các bác này. Đấy, đó là một bông tím nhá các bác nha. Các anh chị theo dõi thì nó có cái loại tím Hà Tây ấy các bác, tím Hà Tây. Nhưng mà cái bông này thì nó không phải tím Hà Tây, nhưng mà bông cực kỳ tím luôn các anh chị nhá, rất đẹp. Cái này do em quay như thế này thôi. Đấy, có duy nhất một chậu này thôi cả nhà nhá. Bác nào mà thích mà mấy cái loại mà phi điệp mà tím đẹp như thế này này, do trời mưa cho nên là nó không căng. Đấy. Rồi tiếp này, đây tiếp các anh chị này. Đấy, đây mời các anh chị xem cái giò 5 cây trắng Minh Châu này các anh chị này, đẹp không? Nó vừa mới hé là xong ạ, 5 cây trắng Minh Châu. Đấy, khuôn bông rất gọn nhá. Tối nay có nhiều dòng lắm, em cứ giới thiệu sơ qua như thế này. Rồi tối anh em thích cái loại nào thì anh em cứ vào. Đấy, đây, cái này thì nó rất đạt hoa, chi chít hoa. Có cái giò này này, giò rất đẹp nhá, 5 cây trắng Minh Châu. Đấy, các anh chị xem khuôn bông này. Đó, một cái trắng Minh Châu nhé. Đấy, rồi tiếp có cái loại này này các anh chị này, đẹp không? Cái này là xước họa mi các bác nhá, xước họa mi. Đó, mắt xước này, xước họa mi. Đấy, cánh cong vút luôn. Đấy các bác nhìn này, cánh cong vút luôn nhé. Đấy, rất đẹp, khuôn bông đẹp lắm. Xước họa mi này thì em còn nhiều kỳ đấy cả nhà, còn nhiều kỳ. Đấy, có những cái chậu rất đẹp để anh em mình sưu tầm. Đấy, bông rất đẹp nhá. Bệt thì cũng còn là khá nhiều những loại bệt khác nhau. Đấy, khá nhiều loại bệt khác nhau. Rồi có cái giò 5 cái trắng Lâm Đồng đang nụ chi chít này, về anh em mình chơi này. Cái này tôi khỏi tách bán cho anh nào mà có nhu cầu 5 cái trắng Lâm Đồng là một cái giò to này về chơi. Nụ nhiều lắm các anh chị ạ, nụ rất nhiều. Đấy, trồng theo cái kiểu thế đó, rất đẹp như thế này. Đây có tiếp con bệt nữa này. Bệt vừa bung này cả nhà này. Bệt chưa có tên, bệt chưa có tên nhá. Đấy, cũng có những cái giò như thế này thoải mái chơi. Đấy. Rồi xem phía bên kia còn cái loại trắng nữa các anh chị ạ, trắng đây, trắng rừng nhá, trắng rừng đang có đụng chi chít này. Đấy, đang có đụng chi chít này, rất đẹp. Có một giò trắng rừng thôi, bác nào có nhu cầu thì anh em mình sưu tầm. Đấy, có thêm một cái loại 5 cây trắng em thấy khuôn bông đẹp lắm, để tối em mời anh em mình xem. 5 cây trắng này thì em có rất nhiều kỳ, về tối có thể nhổ ra để cho bán cho anh em này. Đấy, đây nha, nó rẻ thôi, bán rẻ cho anh em. Đấy, đây nha. Đấy, trông rất giống cái HO. Đấy. Hẹn gặp anh em mình lúc 19:30 tối nay anh em mình nghỉ lễ, cho nên tối nay chuẩn bị rất nhiều hàng đẹp để bán cho cả nhà. Đấy, xước họa mi đẹp không, rất đẹp. Nói chung là mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng. Đấy. Đó. Em chào tất cả các anh chị đang xem. Theo như lời hứa thì hôm nay cái giò 5 cây trắng Phú Thọ này, giò tác phẩm này bắt đầu nở đẹp rồi anh chị này. Đấy, nở tại Lâm Đồng các bác nhìn này, rất đẹp. Cái này thì nó vừa mới bung xong, chắc ngày mai là đẹp nhất đấy cả nhà, ngày mai cực kỳ đẹp nhá. Đấy, các anh chị nhìn cái mắt của nó này. Đấy, cái lưỡi rất đẹp, 5 cây trắng Phú Thọ.
xu thế trong cái năm nay thì anh em mình chơi năm cây trắng Phú Thọ nó quá dễ dàng các bác ạ. Đấy, mình mua về mình có thể ghép những cái giò lũa, ghép với lũa như thế này quá đẹp luôn các bác nhé. Đấy, đây bác nhìn xa xa nhìn một cái giò năm cây trắng Phú Thọ rất đẹp như thế này. Đấy, đây các anh chị nhìn cái thế của nó này. Khi mà ghép lũa thì các anh chị thấy là cái giá thể của nó nó rất lâu mục. Đấy, lâu mục. Mình cũng không phải thay nhiều để mà tạo thành một cái bụi khủng. Nó cũng rất dễ dàng thôi các anh chị ạ. Đấy, rất dễ dàng. Không cần thay giá thể nhiều. Cơ bản nhất là mình giữ được cái độ ẩm. Đây các bác nhìn này. Đấy, mình lựa những cái khúc gỗ mà làm sao mà nó có cái thế các anh chị ạ. Nó giống như là một cái chậu bình thường. Đấy, nhưng mà nhớ là phải tạo cái độ thoáng. Tạo độ thoáng. Ví dụ như này, trồng vào trong như này nó vẫn có những cái đấy, chỗ mà để thoát nước này các anh chị này. Đấy, nó giống như một cái chậu thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái gỗ lũa thì nó lâu mục. Cho nên là giá thể mình không cần thay. Không cần thay, có thể một giò như thế này chơi được cả chục năm đấy các anh chị ạ. Chơi chục năm. Còn anh em mình trồng vào trong chậu á, ví dụ trồng vào trong những cái chậu như thế này thì có thể 1-2 năm đầu tiên thì nó rất tốt này, nhưng mà tới cái giai đoạn mà nó sung xong thì mình bắt buộc phải thêm giá thể. Đấy, nhưng mà cái lũa này thì nó hay cái khi anh em mình trồng ở trong lũa thì năm tới cái rễ lại tiếp tục nó bỏ ra. Đấy, những cái rễ cũ này nó sẽ không bị hư, và tự những cái rễ này nó giống như là gián tiếp là một cái giá thể để giữ ẩm. Đấy, cho nên là trồng lũa cho lan thân thòng cũng khá đẹp các bác ạ, khá đẹp. Đây, cực đẹp luôn. Cái giò này ngày mai khi mà mấy em này bung ra này. Đấy. Đây này, bung ra thì nó sẽ rất đẹp các bác nhé, nó sẽ rất đẹp. Về cái dòng năm cây trắng Phú Thọ này thì em có rất nhiều các anh chị nhé. Có rất nhiều những cái chậu này để các bác về các bác ghép lũa này. Đấy. Thì hôm trước em nói là em kích hoa. Thì hôm nay đây là khoảng 100m em kích hoa. Thì bây giờ bắt đầu rú hết nụ rồi các anh chị này. Đấy, rú hết nụ rồi nhá. Đấy. Đây, bắt đầu từ hôm nay là em bán cái lô này này. Đấy, anh chị nào mà có nhu cầu mua về ghép lũa. Đây này, những cái chậu như thế này là về các anh chị chỉ cần đập nhẹ cái chậu này ra, không đặt lên đó, thì những cái cây con này bây giờ ra rễ rồi thì bỗng dưng là nó sẽ bám vào cái lũa. Thời điểm này là cái thời điểm mà để anh em mình trồng tuyệt vời nhất nhá. Đây, bây giờ ghép thì cứ tìm những cái giò sung sung như thế này ghép vào các anh chị ạ, ghép vào làm một cái tác phẩm đẹp chơi. Đấy, sau này khi nó ra thì mình lại ghép tiếp nó vào, ghép tiếp vào làm thành một cái giò to đùng. Nói chung là được rồi, em làm mầm gốc thì tương đối thành công các anh chị ạ. Đấy, một chậu này này, ví dụ hai thân này nó ra được khoảng 5-6 cái mầm gốc cực kỳ đẹp luôn. Đây, hai thân này được 4 mầm gốc. 4 mầm gốc. Và tất cả đã bung rễ hết rồi. Đấy, bung rễ hết rồi anh chị nhé. Đấy. Thì theo nguyên tắc của nó thôi, là cái cây con nó cây con mà nó ra tới đâu thì rễ nó sẽ ra các anh chị ạ. Rễ sẽ ra. Và đây là những cái bộ rễ mà gọi là cái rễ mà để nó hút chất dinh dưỡng. Đó. Đẹp. Nói chung ở Lâm Đồng em thì trồng năm cây trắng Phú Thọ, nói chung là cái dòng thân thòng trồng rất đẹp các bác nhé. Rất đẹp. Có rất nhiều những cái chậu đẹp để anh em mình sưu tập. Đấy. Em còn một dàn như thế này này. Đấy, anh chị nào có nhu cầu thì 7:30 các bác cứ hỏi em. Đấy, em sẽ xách ra em bán cho các bác. Nó cũng rẻ thôi. Nói chung là bây giờ bán 5 cây Phú Thọ là rẻ. Đây, em thấy cái giò này đạt không? Giò này thì được 1 này. Như năm ngoái này, được 1 này, 2 này, 3 này. Mà năm nay này, mầm gốc này cả nhà này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 mầm gốc. Đấy, 6 mầm gốc, quá đạt luôn. Mời tất cả các anh chị ngắm một mặt bông khá đẹp các bác nhé. Đấy, đó là cái dòng phi điệp giả hạc 5 cánh trắng HPR.
HPR. Bông này thì em thấy cái lưỡi rất đẹp này các anh chị này, lưỡi rất đẹp nhé. Đấy. Mũi trắng tinh này, mũi trắng tinh. Cánh thì cong vút nhé các bác nhé. Cái này thì vừa mới bung xong, ngày mai nó đẹp nhất. Và đặc biệt là các anh chị nhìn cái mắt nó xước nhé, cái độ xước nó cao. Đấy, độ xước rất cao, HPR. Đấy. Cái lưỡi bầu rất đẹp này. Cái bông này em thấy nó khá gọn. Cái này ngày mai nó mở căng thì nó đẹp. Cái dòng HPR này thì cái key em có nhé các anh chị nhé. Key em có đấy, bạn nào có nhu cầu thì em có key đấy. Tiếp một mặt bông mà phải nói là anh em đánh giá cũng rất cao này các anh chị này. Hồng Gia Lai các bác nhé, Hồng Gia Lai. Đấy. Mấy năm trước thì anh em trồng cái cây Hồng Gia Lai thì cái thân nó không được mập mạp như thế này đâu các anh chị ạ. Nhưng mà bắt đầu mấy năm nay này, đấy, trồng cái Hồng Gia Lai thân rất mập mạp các bác nhé, rất mập mạp, đẹp. Cái khuôn bông của nó là các bác nhìn, cái cánh của nó cũng rất đẹp nhé các anh chị nhé. Cánh của nó không phải là cánh tiêu, mà cánh này kiểu cánh sen. Đấy. Mở căng rất đẹp Hồng Gia Lai. Gam màu cũng khá ổn các bác ạ. Nó phân thùy nó rõ ràng như thế này. Cái mũi nó tạo một cái điểm nhấn. Đó. Cái này thì không lẫn với lại cái loại hồng khác được. Đấy, rất đẹp. Hồng Gia Lai để anh em mình nhận biết. Về cái lá Hồng Gia Lai thì nó cũng dài dài các anh chị này, nó cũng dài dài như thế này. Đấy, đây. Này có một bông cho nó bông nó to cái gì ạ, nó rất to.